Rồi, mến chào tất cả anh em ha. Chào mừng anh em đã đến với cửa hàng ha. Thì hôm nay em sẽ review cho anh em một động cơ 4T Mitsubishi. Thì cái động cơ này, cái hiệu Mitsubishi gì em không biết ha. Cái hiệu của nó là gì? Anh em nào biết cái hiệu máy này hiệu gì nha. Tại em thấy nó để mạc ở đâu. Mạc nó bị chốc rồi. Đây là anh em. 4DQ 4DQ5 nè, em thấy không? 4DQ5 Mitsubishi 4Q. Thì con này bê tông của nó 84 nha anh em. Đồng 84 nha. Con này nó khoảng 4 mấy gần 50 ngựa. Sức ngựa của nó, tua nó rất là tua này chắc cũng hơi lẻ nha anh em. Con này nó khoảng nặng khoảng hơn gần 200 kg hơn á. Chắc cũng 2 tạ. Này xài heo test nè. Hình như thường thường heo test là tua lẹ nè. Đời ủ đời đầy nhông chèn. Đầy nhông chèn thì cực kỳ nhẹ điện luôn. Đây em đang đề cái bình 50 ha. Đó thì máy là zin nguyên con nha anh em. Chưa có bung, chưa có làm gì hết nha. Thì em đem ra em rửa thì cái đấy nè. Thì mấy hôm qua về đó em có quay sơ qua đó, thì bữa nay em đang rửa thì nó nổ, cái động cơ nó nổ là 1342 nha anh em. Cái dòng tua nó nổ nè, 1342 có để đây nè, 1342. Rồi em sẽ kết máy nổ cho anh em xem. Rồi đây, máy là bao hơi cho anh em nha. Máy là bao hơi bao khói cho anh em. Cái nắp nhớt này nó bị mẻ miếng, anh em mua thì em có thay nắp nhớt khác nha. Rồi lên ga. Con này nó xài vừa tắt cơ vừa tắt điện nha anh em. Thì con này nó xài, hiện nó đang kéo cái bình bên bển, nó kéo oxy á anh em. Cái kéo cái đầu oxy nha. Thì máy xài oxy thì máy nó ít xài lắm. Anh em nào mua mình có thể liên hệ số điện thoại em có để trong màn hình ha. Em xin chào tạm biệt tất cả anh em.